xin chào mọi người nhé. Ở đây là huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu đấy mọi người ạ. Đây là mình đang đứng từ xa mình nhìn thấy. Huyện Tam Đường rất là bằng phẳng nhá mọi người. Nhưng mà mọi người mà lên đây đi du lịch ấy, thì hay bị nhầm huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu. Ở chỗ hòn núi này có một cái động gọi là động Tam Sơn đấy mọi người. Động Tam Sơn này cũng đẹp đấy mọi người. Nếu mọi người có cơ hội thì vào qua đi tham quan một lần nha mọi người. Mình mới làm YouTube nên mọi người đi qua nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh cho mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là huyện Tam Đường đấy mọi người. Còn cái chân đèo này ấy là đèo Ô Quý Hồ đấy. Từ đây mà lên đến đỉnh Cổng Trời là còn 30 cây nữa mọi người. Lên đến đèo Ô Quý Hồ thì ảnh đẹp mê ly luôn. Là sự chinh phục những trái tim của những dân đi phượt. Mình là một trong những con chiên đam mê đi phượt.